EU chuẩn bị khởi động vòng đàm phán kế tiếp của TTIP. Chuyển tiền trực tuyến, hướng đi mới của ngành công nghiệp chuyển tiền. Chứng khoán thế giới trở lại trạng thái lình xình. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin thế giới. Thưa quý vị, giữa lúc nhiều hiệp định thương mại trên thế giới đang có nhiều chuyển biến, thì phía EU đã chuẩn bị khởi động vòng đàm phán mới của Hiệp định Đối tác Đầu tư Thương mại Xuyên Đại Tây Dương, TTIP. Thông tin vừa được Cao ủy EU về giao thương đưa ra vào cuối tuần qua. Tại cuộc họp báo diễn ra vào cuối tuần qua, Cao ủy giao thương của EU bà Cecilia Malmström cho biết, vào ngày 9 tháng 12 tới đây, bà sẽ có cuộc họp bàn với đặc phái viên giao thương của Mỹ, ông Michael Froman, về việc khởi động vòng đàm phán mới của Hiệp định Đối tác Đầu tư Thương mại Xuyên Đại Tây Dương, TTIP. TTIP là một hiệp định thúc đẩy thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Mỹ, bao trùm nhiều lĩnh vực như giao thương trong ngành dịch vụ, mua sắm công và hạ hàng rào kỹ thuật thương mại. Nếu như TTIP được ký kết, thì hiệp định này sẽ tạo một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, chiếm 40% về sản lượng kinh tế và 50% về kim ngạch giao thương trên toàn thế giới. Mặt khác, TTIP có thể nâng giá trị sản xuất của EU lên gần 120 tỷ euro và về phía Mỹ là 95 tỷ euro. Kể từ khi vòng đàm phán đầu tiên được khởi động vào năm 2013, đến nay đã có 7 vòng đàm phán diễn ra. Vòng đàm phán kế tiếp sẽ tổ chức ở Brussels vào tháng 2 năm sau. Thưa quý vị, cuối tuần qua, Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC đã ký thỏa thuận với chính quyền thành phố Los Angeles, tiểu bang California của Mỹ nhằm thúc đẩy giao thương giữa hai bên bằng đồng nhân dân tệ, đồng thời thiết lập trung tâm thanh toán trực tiếp đồng nhân dân tệ tại tiểu bang này. Ngày 22 tháng 11 vừa qua, thị trưởng thành phố Los Angeles đã có mặt ở Bắc Kinh để cùng với đại diện ngân hàng ICBC, ngân hàng lớn nhất thế giới về mặt tài sản, ký kết một thỏa thuận thành lập trung tâm thanh toán trực tiếp đồng nhân dân tệ đặt tại Los Angeles. Nếu xét về số lượng du khách, nhà đầu tư, du học sinh và cư dân Trung Quốc sống trên đất Mỹ, thì Los Angeles là thành phố hàng đầu. Một nửa kim ngạch giao thương giữa Mỹ và Trung Quốc được xúc tiến thông qua ngõ Los Angeles. Vì vậy, việc thúc đẩy quan hệ với ngân hàng ICBC, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, sẽ làm tăng dòng vốn luân chuyển giữa hai nước. Số liệu thống kê cho thấy lượng tiền bằng đồng nhân dân tệ giao dịch tại các chi nhánh nước ngoài của ICBC lên tới 1,7 ngàn tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu năm 2014. Hiện ICBC đã có 13 chi nhánh tại Mỹ. Los Angeles là thành phố hết sức quan trọng, là một trong những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi khi tìm kiếm nơi để đặt trung tâm thanh toán nhân dân tệ trực tiếp. Hiện đồng nhân dân tệ đã vượt mặt euro trở thành loại tiền tệ quan trọng thứ hai trên thế giới, chiếm gần 9% tổng lượng giao dịch trên thị trường tiền tệ năm ngoái. Thưa quý vị, những câu hỏi về danh tiếng của Bồ Đào Nha đã được đặt ra khi cựu thủ tướng nước này đang bị giam giữ tại Lisbon nhằm phục vụ điều tra những cáo buộc về tham nhũng, gian lận thuế và rửa tiền. Cựu thủ tướng José Socrates của Bồ Đào Nha đang bị quản thúc tại trụ sở cảnh sát Lisbon, nơi chính tay ông đã cắt băng khánh thành cách đây 5 năm. Theo cáo buộc, ông José Socrates bị nghi ngờ liên quan đến các hoạt động gian lận thuế, tham nhũng và rửa tiền. Ông Socrates bị bắt tại sân bay Lisbon vào cuối tuần qua khi ông vừa đặt chân đến Paris. Ông Socrates đã từ chức vì khủng hoảng nợ công, buộc ông phải tìm kiếm một gói cứu trợ quốc tế cho Bồ Đào Nha. Điều này đã đẩy Bồ Đào Nha vào một chính sách thắt lưng buộc bụng kham khổ và sự phản ứng dữ dội từ công chúng. Bồ Đào Nha đã hoàn tất gói cứu trợ vào đầu năm nay, nhưng các chuyên gia kinh tế lại cho rằng tham nhũng sẽ gây ra nhiều rắc rối về sau. Vụ bê bối của Bồ Đào Nha đã gây ra một tác động đáng kể đối với châu Âu về mặt chính trị. Nếu anh nhìn vào châu Âu, anh sẽ thấy một số đảng đang nhận được sự ủng hộ rõ rệt. Bồ Đào Nha cũng như Hy Lạp và Tây Ban Nha sẽ tiến hành bầu cử vào năm 2015. Những tác động về mặt chính trị có thể khá là đáng kể trong thời điểm này. Bồ Đào Nha đang nỗ lực làm sạch hệ thống tư pháp chậm chạp và nhiều tai tiếng của nước này bằng cách đẩy mạnh các chiến dịch chống tham nhũng cũng như cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài. Một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế của Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang trên đà hồi phục khi tâm lý kinh doanh trong tháng 11 tăng trở lại, kết thúc 6 tháng liên tiếp suy giảm. Mặc dù vậy, các chuyên gia của Đức vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn vực dậy kinh tế Eurozone. Kinh tế Đức đã có một quý ba ngấp nghé suy thoái. Tuy vậy, thông tin về niềm tin kinh doanh đã tăng trở lại sau 6 tháng suy giảm lại là một tin tốt lành. Điều này cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang trên đà hồi phục, mặc dù vẫn phải nỗ lực nhiều nếu muốn vực dậy kinh tế Eurozone. Một chuyên gia kinh tế tại Viện IFO nói rằng quý tư của Đức sẽ rất tích cực bởi vì thu nhập và thị trường việc làm đều rất khả quan.
Sức tiêu thụ đã là trụ cột của kinh tế Đức thời gian qua và vẫn sẽ tiếp tục là như vậy trong quý tư. Thu nhập và thị trường việc làm đều rất tốt. Từ đó mà chúng tôi thấy được một tương lai rất sáng sủa cho các nhà bán lẻ. Đối lập với ý kiến của ông Vorabe, một chuyên gia khác là cho rằng không nên quá lạc quan bởi vì nhiều nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn. Mặc dù nhà nước IS Hồi giáo và dịch Ebola đã phần nào bị chế ngự, nhưng không có nghĩa là không còn những nguy cơ khác. Khủng hoảng Nga và Ukraine vẫn còn, và tôi cho rằng những điều này giống như những ngọn lửa âm ỉ. Đức nên tăng cường quan hệ với Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ hay Indonesia cũng là những sự lựa chọn rất đáng xem xét. Thưa quý vị, giá dầu giảm có thể là một tin vui đối với người tiêu dùng, nhưng lại là một cái gai đối với nhà cung cấp dầu của OPEC. Cuộc họp của OPEC diễn ra trong tuần này sẽ đưa ra quyết định xem liệu có cắt giảm sản lượng để nâng giá dầu hay không. Câu hỏi lớn này đang thu hút sự chú ý của chính phủ các nước, giới chuyên gia và các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Tâm điểm chú ý khi bước vào mùa cuối năm không còn là ngành bán lẻ mà là thị trường dầu khí. Giá dầu thô tương lai đã giảm 1/3 so với mức giá hồi tháng 6 và hiện ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua, 76 đô la một thùng, tính trong phiên giao dịch giữa tháng 11 vừa qua. Và xu hướng sẽ còn giảm thêm nữa nếu như nguồn cung vẫn duy trì ở mức như hiện tại và diễn biến địa chính trị không xoay theo hướng tốt hơn. Và đó là vấn đề đang gây đau đầu của tổ chức các nước xuất khẩu dầu OPEC. Họ sẽ có cuộc họp vào ngày thứ Năm tuần này để quyết định xem có cắt giảm sản lượng để nâng giá dầu hay không. Các chuyên gia đang theo dõi sát diễn biến của cuộc họp lần này. Không ít người cho rằng OPEC sẽ không cắt giảm sản lượng. Tôi muốn quý vị hiểu rõ rằng tình hình thị trường dầu thế giới đã chuyển biến như thế nào kể từ khi khủng hoảng kinh tế năm 2009. Sản lượng hiện tại vẫn đang giữ ở mức ổn định 30 triệu thùng một ngày và tôi sẽ không bất ngờ nếu như OPEC duy trì mức này và khiến cho mọi người thất vọng. Giá dầu trượt dốc không phanh kể từ mùa hè năm nay do một nguồn cung dồi dào, một phần vì Mỹ tham gia mạnh vào thị trường dầu khí đá phiến, một phần khác cũng là vì nhu cầu giảm ở khu vực châu Âu và châu Á. Trong nội bộ OPEC hiện tại cũng đã có những luồng ý kiến trái chiều nhau. Một phe là Nga muốn nâng giá dầu để cải thiện cán cân ngân sách vốn đã bị ăn mòn vì khủng hoảng Ukraine và hiện chỉ còn trông chờ vào phần lớn nguồn thu từ dầu mỏ. Phe còn lại là Ả Rập Saudi, chủ trương không can thiệp trực tiếp mà để cho thị trường tự điều chỉnh, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên thị trường gặp tình trạng cung vượt quá cầu. Tuy nhiên, giữa hai phe này cần phải tìm được tiếng nói chung trong bối cảnh cạnh tranh đang ngày càng gia tăng khi Mỹ và Canada đã tham gia mạnh hơn vào thị trường dầu thế giới. Áp lực hiện tại đã giảm dần, OPEC sẽ lựa chọn cái gì? Câu hỏi đó rồi sẽ phải tìm được lời đáp. Sau cuộc họp, sẽ có một sự bùng nổ trên thị trường dầu và một sự thay đổi lớn trong mục tiêu sản lượng của OPEC trong thời gian tới. Chúng ta đã thấy một động thái rất tích cực từ Trung Quốc, đó là việc hạ lãi suất. Chúng ta cũng đã thấy những biện pháp hỗ trợ thị trường từ châu Âu và Nhật Bản. Vì vậy, nhiều khả năng, nhu cầu dầu khí thế giới sẽ gia tăng. Các nhà lãnh đạo OPEC nên cân nhắc điều này. Nếu như OPEC không giảm sản lượng, có chuyên gia cho rằng giá dầu có thể giảm xuống còn 60 đô la một thùng. Còn nếu như OPEC giảm sản lượng, nhưng mức cắt giảm không quá 500.000 thùng một ngày thì cũng không đủ để giữ ổn định thị trường. Đó là chưa kể một ý kiến khác cho rằng, thậm chí nếu như OPEC cắt giảm 1 triệu thùng một ngày, thì giá dầu vẫn sẽ còn giảm còn 70 đô la một thùng. Như vậy là nếu muốn đẩy giá lên trên 85 đô la một thùng, thì cần phải cắt giảm nhiều hơn 1 triệu thùng một ngày. Vừa rồi là phần 1 của bản tin thế giới, tiếp theo sau sẽ là phần 2 với những nội dung chính. Chuyển tiền trực tuyến, hướng đi mới của ngành công nghiệp chuyển tiền. Amazon hợp tác với Royal Mail trong lĩnh vực giao hàng.